Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì cái clip video trước đó, mình hướng dẫn các bạn lắp ráp mô hình nhân vật Kakashi các bạn. Thì ở video đó thì có rất nhiều các bạn comment kêu mình lắp về bộ mô hình Son Goku của bạn. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp mô hình nhé. Thì mình này chúng ta sẽ có tổng cộng là 398 anh ghép các bạn. Ok, thì do là mình bạn đi làm và bạn không có thời gian quay cho nên là mình quay buổi tối thì nó hơi bị mệt các bạn. Cho nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Ok. Mình sẽ xem. Hãy thông cảm các bạn, cái điện thoại của mình quay nó không có được rõ cho lắm. Ok. Thì giờ đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 bước nha các bạn. Đây mình show cho bạn xem đây. 6 bước nha các bạn. Mẫu hình này gấp gáp cũng khá là nhanh các bạn. Ok. Đây. Để mình lấy chúng ta. Giờ mình sẽ cắt nó ra. Phần này chú ý màu đen các bạn, màu đen với màu cam. Ok, và bây giờ hãy cùng với mình thực hiện lắp ráp cái bộ hình Lego này nhé. You say you wanna try, but you never do.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on.
Ok, thì cuối cùng thì mình cũng đã lắp ráp xong được cái bộ mô hình Lego nhân vật Son Goku các bạn. Thì mình sẽ đánh giá một xíu về nó. Thì đầu tiên các bạn, thì những cái mảnh Lego màu vàng này các bạn, nó rất là lắp rất là lỏng các bạn ơi. Và còn vàng ngược lại những cái Lego đen các bạn, lắp nó rất là cứng và khó luôn các bạn. Cho nên có một số chỗ mình lắp nó không có được khít nữa các bạn. Đây không, này đây như vậy, trong này đây không có được khít bạn ơi, nó rất là cứng và khó lắp đó. Và sau khi mình lắp ghép xong thì mình còn dư được khá nhiều mảnh nha các bạn. Đây nè, những mảnh ghép dư nữa các bạn. Ok, thì nếu các bạn có yêu cầu mình làm về mô hình nhân vật nào các bạn, comment điểm đeo nha, thì mình rảnh mình thực hiện các bạn. Thì do là hôm nay mình đi làm tới 2 giờ mới về cho nên mình lắp ráp thì nó cũng trễ, cho nên là nó video hơi tối, mọi người thông cảm nhé. Ok, thì bạn nếu có yêu cầu gì á, hãy comment với video thì mình đã nhớ như ở những video theo á, mình sẽ thực hiện nhé. Ok, thì video mình đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thích video này thì hãy để một like và một đăng ký. Và ngoài ra nếu các bạn ủng hộ kênh của mình á, thì hãy donate cho mình để mình coi, để cho kênh của mình nó có thêm nhiều kinh phí để mình mua những cái thiết bị quay nè và những bộ hình Lego khác nha các bạn. Ok, và chúc bạn xem vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.